Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái nhà về món ăn hôm nay của mình. Đó là món gà quay. Rất là ngon cả nhà. Và món thứ hai là món xôi đậu. Có một tiếng rất đẹp luôn cả nhà. Xôi đậu. Và mình ăn kèm theo là trái dưa. Có thêm một trái ớt. Và đây có thêm muối tiêu nữa nè. Muối tiêu có thêm trái tắc nữa. Và nước uống đi kèm là bia. Uống một lọ bia cho nó mát. Rồi bây giờ chúng ta nhập tiền nữa nha. Mời cả nhà ăn với mình nha. Rồi bắt đầu thưởng thức thôi. Nặng tắt vô cho cũng được. Rồi, nào tắt vào cái nhà này. Rồi, xót. Rồi bây giờ chúng ta ăn thôi. Rồi, miếng to cái nhà. Y một miếng là quay, rất là to. Rồi, cái nhà ăn với mình nha. Rồi, đói bụng quá. Gà quay ăn kèm với xôi, có tên khác là gọi là cơm nếp nữa nha. Xôi hoặc cơm nếp cũng là một thứ. Nên xôi đậu. Rồi bây giờ chúng ta thấy miếng xôi đậu có ngon đây mà rất đẹp nữa nha. Ở trên được rắc đậu, đậu dưới đường nữa nha. Có thêm một chút nước dừa rất là ngon. Rồi bạn cái nhà ăn với mình nha. Rồi chuẩn bị hết rồi. Rất mềm, rất là ngọt. Có gì bé bé của đậu phộng nữa nha. Dưới mùi của nước cốt dừa rất là thơm ngon. Trà nướng rất là thơm ngon luôn cả nhà ơi. Trà tẩm trong đây có ớt nữa nè. Muối ớt. Ăn kèm miếng thau vô.
đi bọt. Wow, nó quá to cái này. Mà cái này của mình nha. Wow, quá to, quá to, quá bự. Quá ngon cả nhà, những miếng bia đó mát mẻ. À, vô mà để ăn với mình nhé. Quá đã. Ăn tiếp thôi cả nhà ơi. Cho đậu thì rất là ngon nhưng mà còn đang nhanh quá không ổn. Chờ quay nặng biết thôi là đúng bài luôn đó nha. Đám tiệc, đám cưới, đám hỏi, đám giỗ người ta cũng thường làm món này nha. Người Việt Nam mình rất là thích ăn món này. Quá ngon.
Cháu này lắm tiền người ta dọn một dĩa nè, mà là một mình ăn muốn nửa dĩa luôn, quá dữ. Cay. Quá cay, cay quá. Cái đầu rất là ngon nha, rất là mềm, rất thơm luôn, rất là ngọt nữa, mà cái nhà nha, quá ngon. Quá đã nha, quá cay rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem bếp video của mình nha. Hôm nay mình chia sẻ về món gà quay và món xôi đậu rất là thơm ngon thế này. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình nha. Nếu hay nhớ like, đăng ký và chia sẻ ủng hộ mình nha cả nhà. Rồi bye bye, hẹn gặp lại, bye bye.